Ừ, có cái ca bệnh con S6MV này bị gãy cái chốt nhựa ở cái bánh. Cái chốt này nó có tác dụng làm cái công tắc hành trình. Đây. Nó có một cái công tắc ở đây. Thì cái nhựa đấy nó sẽ thẳng vào đây để nó chốt vào, để nó đóng cái công tắc này, để nhận diện là cái bánh xe đang bị treo lơ lửng hay là đi xuống mặt đất. Thì bây giờ nó bị vỡ thế này thì mình chỉ có cách là thay cả một cụm bánh này thôi. Cái vỏ này thì không có. Gãy ở đây này, gãy ở đây này. Giờ mình sẽ chế tạo một cái miếng sắt này. Đây, mình sẽ chế tạo một miếng sắt mình cho vào. Thì sẽ cho sâu vào trong này. Thử xem có được không. Cái này hơi khoai. Ok. Thì cái này nó cũng sẽ ngang được với cái công tắc hành trình được. Chỉ cần nó không bị vướng. Mình sẽ cho mạnh tay một chút, không cái này chỗ này nó sẽ bật ra. Con này nó bị cái chốt này, cái chốt này khi mà chốt vào sẽ như thế này. Đó. Mình sẽ chỉnh lại. Khi mà nó bị lệch bánh thế này nhé, nó sẽ đây cái lỗi mà khách mô tả này. Nó sẽ chạy vòng tròn, giật lùi, map bị rối. Đây, mình sẽ lấy gọi cái bát. Con này bị lỗi cả cụm LED nhé. Tức là ngoài cái bánh ra thì một lỗi cả cụm LED. Thì cái cụm LED này mình fix rồi nhé. Mấy cái mắt quang nó bị thu phát, nó bị hỏng. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ phải cho cái sợi dây này vào trong cái móc này. Như thế này thì mới biết là cái chất liệu và mức độ hoàn thiện của sản phẩm Xiaomi. Đây là con S6MV, là con cao cấp nhất của Xiaomi nhé, là rất kém. Tức cái nhựa của nó cực kỳ kém luôn. Nếu so với mặt bằng chung của các loại robot hiện bây giờ thì là đúng là nó thật sự là kém đấy. À, bây giờ nhiệm vụ của mình sẽ phải đưa cái chốt này vào, mình ướm thử xem nó thế nào. Đây nhé. Thế thì nó đang chưa vào lắm. Mình sẽ phải bẻ vào trong này. Này nó sẽ ở hơi xa này. Tức là nó sẽ phải theo cái hướng chéo vào trong mặt mình. Nó hơi xa, mình sẽ bẻ thêm một chút. Sau mình sẽ ướm thử trước, tìm được ra cái vị trí hợp lý nhất của nó.
thì chỉ cần như thế này nó sẽ đóng lại, có nghĩa là nó sẽ phải bẻ vào thêm một đoạn nữa. Này vẫn chưa đủ này, thế là nó sẽ phải sâu vào trong chút nữa. Thì mình sẽ bật cái máy hàn. Đẩy cái này vào trong tí. Đây, tầm này khoảng như này là ok rồi. Vấn đề quan trọng là bây giờ nếu như cái này nó bật ra là nó không được, cho nên mình sẽ hàn tạm cho nó một cái cục nhựa vào đây để cho nó giữ lại. Thì mình sẽ kiếm một cái miếng nhựa này. Đây chỉ là chế thôi, thực ra cái bánh xe này không có đồ để thay nên là mình đành phải chế. Sẽ cho hai cái nhựa này nó ăn vào nhau. Đủ để cho nó giữ cái miếng sắt. Đấy. Nói chung là như thế. Bây giờ mình sẽ phải cho cái dây này đi lên. Đây, vào đây nó sẽ ăn vào đây. Giờ mình sẽ chốt thử xem có được. Này nó vẫn vênh hơi nhiều. Mình vẫn phải chỉnh nó đây. Nó ăn vào trong.
sẽ lấy cái kìm bẻ thêm vào ít. Đấy, phải tấm này mới được, tấm này nó mới vào này. Ok nhé. Được rồi, sắp thành công đấy. Bình thường nó sẽ đi này, vào đây nó sẽ ngắt vào này. Giờ phải cho nó ăn vào thêm tí nữa. Xin đèn đầu này nhé. Để thêm tí nữa là được. Được rồi đấy. Có như được. Bây giờ sẽ phải làm thêm một việc nữa là nối cái lò xo này. Cái này cũng không phải là cái khó, nhưng mà cái này nó cũng mang tính chắc bá, chẳng còn cái nào khác. Xoay vào siết căng luôn. Đây, hai bên được đều đều đóng được như nhau. Thì giờ con này sẽ cho vào đây. Con dây này nhé, nó phải đi xuống dưới này, xong đi vào trong đó. Nó theo cái dây này, dây nó đi xuống dưới này trước này. Mấy cái đi dây này phải rất là khéo, không thì nó sẽ bị. Thì có cái video mình cũng phân tích về con Xiaomi ấy. Nếu mà so với chính là con S6 Max V luôn, so với con T8 IV thì cái chất lượng hoàn thiện của con Xiaomi nó rất là rẻ tiền. Đây, những cái đầu nhựa, những cái đầu nối, những con ốc, những con linh kiện, nói chung là nó cực kỳ kém. Còn đây là cái loa nhé, loa thì bạn sẽ phải chỉnh vào đúng hướng này. Này nó ở đây. Đây, cái dây nó sẽ ở đây. À, còn cái dây nó ở dưới này. Nó ở đây. Chốt này nhé.
thành công đây nhé. Không để ý cái là cái dây này nó đè vào nó đứt ngay này. Cho cái dây này vào. Xem xét tất cả các dây không sót gì. Sắp hết rồi. Ta chỉ cần như này nó phải sập được, không là không được. Thì bây giờ phải tranh thủ bắt ốc. Con này là nó bị vênh nhé. Mình đã siết cái bánh này rồi nhưng mà nó vẫn bị vênh. Vênh nó sẽ gây ra cái hiện tượng chạy bị loạn mát. Rất là nhiều các cái ca bệnh giống hút bụi, nhưng mà nếu mà bị gãy mà mình chế này thì nó chỉ mang tính chất là để tiết kiệm. Nếu đúng thì vẫn phải thay cái cụm này, nhưng mà hiện tại bây giờ mình chỉ còn cái cụm của con gen 2, mà cụm con gen 2 thì không gắn vừa được cho cái cụm này. Hai cái khuôn nó khác nhau. Nên cái bánh này nó lệch cho nên mình phải dựng này để mình chỉnh cái hướng cho nó cho chuẩn. Chia sẻ cho các bạn một công việc mà ngày nào mình cũng làm, sửa chữa mấy con robot. Mình nghĩ cái lỗi này gặp khá nhiều. Thường thường các bạn sẽ vứt cái bánh đi và thay cái cả cái cụm bánh mới, nhưng mà thế thì hơi lãng phí nếu như các bạn có thể tận dụng và khắc phục được thì vẫn được. Đấy, nhìn nhé, thật sự với các bạn là không phải là do mình vặn như nào đâu, cái ốc nó rất là kém luôn nhé. Đây, mình chỉ cần cậy nhẹ tay nó cũng gãy rồi, chả cần làm gì. Thật sự là nó rất là tệ luôn đấy. Mình cũng hay hơi thở gãy. Giờ sẽ gắn vào pin này nhé. Ok, giờ có thể nói là hoàn thiện được năm 50% rồi. Vấn đề bây giờ là mình sẽ không thể cái này nó bị lệch nên mình vẫn phải kê vào đây, thì mình bắt mấy con trên. Okay. Kê để cho nó khỏi vênh. Thì giờ nhá, vặn con này. Cho nên con này, mấy con Xiaomi này nó trụ được, nắp nhầm nhỉ, đúng không nhỉ, nó chỉ trụ được khoảng, à đây, con ốc này nó bị lệch, nó trụ khoảng tầm 2 năm, nó xuống cấp rất nhanh,
Đây là dòng cao cấp của Xiaomi nhé. Còn mấy con rẻ tiền nó còn kinh khủng. Thế nó xuống cấp siêu nhanh luôn. Bạn sẽ không thể tưởng tượng được. Ok, bây giờ đi tìm con ốc cho nó nhé. Ốc đâu nhỉ? Giúp tạm quả pin lại. Đó, con ốc đây. Thế là mình đang quay video nhưng mà thực tế là mình cũng không biết là cái mục đích của video này là gì, nhưng mà thôi coi như là chia sẻ cái quá trình sửa chữa một con robot cho các bạn xem. Với lại chia sẻ những cái thực tế mà các bạn nhìn thấy ở bên ngoài, mình sẽ không đánh giá được chính xác chất lượng của một con robot như mình vẫn từng nói với các bạn. Cho nên là mình có một cái video rất kỹ phân tích giữa con Xiaomi S6V này và con T8 AV. Cái này nếu chỉ phân tích thì nó cũng không nói lên điều gì cả, mà phải có thời gian kiểm chứng. Thời gian sẽ là cái thước đo đánh giá chính xác nhất. Okay. Con này tí nữa mình sẽ phải test xem nó còn hiện tượng bị đảo bánh không, vì một cái bánh này nó lệch mình đã cân được rồi. Thì giờ mình nghĩ là chắc sẽ ok. Có thể cản trước mình này. Mình rất là kinh khi mình tháo mấy con Xiaomi này, vì bản thân nó rất là nhựa. Bình thường chỉ cần đẩy cái là nó ra, chỉ cần đẩy nó ra. Cái này để gắn cái cụm camera vào cho nó chuẩn thôi. Đây. Nó sẽ phải như thế này. Là mình chỉnh lại cái cụm camera gắn đúng chỗ của nó. Thường thường mấy ông thợ ông ấy tháo ra xong ông ấy sẽ không gắn vào đâu, cứ thế ông ấn vào thì nó mất cái góc rộng của camera đi, nó cũng sẽ không thể phát hiện và né tránh vật thể được. Nên là mình cần phải gắn đúng hết này, hết cái vòng cao su này vào con này, xong gắn vào đây như này nó mới chuẩn này. Đấy. Sau đấy thì các bạn mới sập cái này vào. Ok.
Đấy, sập phải nghe tiếng kêu, một là nó vào, hai là nó gãy. Rất chán đời luôn. Mình rất ghét những cái con rẻ tiền với cả làm ẩu. Mặc dù là nó phải rẻ tiền nó làm ẩu thì nó mới hỏng. Rồi mình sẽ chỉnh lại cái cán. Tháo nắp con robot của Xiaomi rất mất thời gian, chi tiết nó nhiều. Riêng các con ốc rất nhiều luôn. Giờ tìm ba con ốc nữa. Mình sẽ kiểm tra tất cả những con ốc xem con nào chưa gắn, mình sẽ gắn hết vào. Sau mình sẽ gắn cái nắp mặt sau vào. Đấy, thì bây giờ cái bánh này là mình cân được nó thẳng luôn. Bây giờ mình chỉ cần lắp cái nẹp vào và mình giữ lại thì nó sẽ không bị vênh nữa. Đây, giữ được. Ok, giữ được rồi. Cái này là nó bị vênh. Rồi. Mình gắn cái mặt trên. Cho mình tranh thủ mình bật nó lên trước. Đỡ mất công đợi khởi động. Đây nha. Giờ mình phải đi tìm miếng nhựa gắn vào. Đấy, một con robot bụi nó chỉ hỏng 1 đến 2 vấn đề thôi, nhưng mà mình phải mất rất nhiều thời gian để mình tháo tất cả ra thì mình mới sửa được cái đấy. Chưa kể nhé, bây giờ sửa xong ấy chưa chắc 100% nó chạy ok nhé, mình còn phải test. Nhất là với những cái con sửa kiểu chắt vá. Nên mình sửa nhiều thì mình có thể tự tin là nó ok. Nhưng mà cũng vẫn có tỷ lệ là phải tháo ra sửa lại. Giờ mình sẽ bắt hết ốc vào.
Đấy, bây giờ chỉ cần như thế này nó phải kêu thì mới là chuẩn. Bây giờ mình gắn con ốc này vào nó xong. Giờ cho chạy thử nhé. Ok, xong rồi. Chạy thử thôi. Lỗ chính lắp lại hộp chứa bụi và bộ lọc. Quên chưa gắn hộp bụi nhé. Bây giờ cho chạy xem có báo lỗi gì không. Quan trọng nhất là check cái đường chạy của nó. Rồi, nhìn chạy này có vẻ ok rồi đấy.